Hello, em ra chung kênh đến từ Tượng Gỗ Sưởng Yên Lòng. Xin chào toàn thể quý bác nhà mình. Và hôm nay em lên cho chị em nhà mình một siêu phẩm vô cùng là to, siêu to và khổng lồ chị em nhá. Và đây là gì ạ? Tác phẩm toàn gia búc, có tên gọi khác là gia đình gà, được làm chất liệu gỗ hương ta Gia Lai chị người. Và tác phẩm bên em với chiều cao đến là 1m16, ngang 84 và sâu 41. Và bên em không tính cả kỷ thì bên cao vẫn chiều cao vẫn lên đến 1m chị nhá. Và hiện tại bên em đang giao lưu tại cửa hàng mức giá vô cùng mềm mại chỉ là 12 triệu đồng thôi. Và bên em bao ship toàn quốc chị nhà mình nhá. Và không để chờ đợi quý bác nhà mình chờ lâu thì em sẽ tiến gần máy quay toàn thể chị ngắm nhìn và thưởng lãm chi tiết hơn về tác phẩm bên em. Trước tiên anh chị ngắm nhìn khung cảnh ngay gia đình gà đây. Đấy, một gia đình gà rất là đáng yêu đúng không ạ? Và hình ảnh chú gà trống đây, trụ cột gia đình đang cất tiếng gáy, đang cất tiếng gáy để xua tan màn đêm tăm tối để bắt đầu chào ngày làm việc mới đây. Và anh chị ngắm nhìn này, từ phần mào đến phần tích kê, người thợ bên em châm tỉa rất kỹ càng anh chị nhá. Và toàn bộ lông thân mình đây, người thợ bên em đục tỉa bông tơi từng sợi và vận lông đuôi này, làm vô cùng mà mềm mại và kênh bong và ngoài móc luôn chị em nhá. Đấy, rất đỉnh cao luôn đấy ạ. Và phía dưới hình ảnh cô gái hoa mơ với những đàn con thơ đang lô đùa rất là tinh nghịch. Đấy, hình ảnh năm chú gà con đây. Đấy, và năm chú gà con tương ứng với năm điều khát vọng chị em mình nhá, là khang linh phúc lộc thọ. Đấy là những hình ảnh anh em mình luôn luôn mong muốn đúng không ạ? Và bên em có làm hai tiểu cảnh đây, tiểu cảnh khóm hoa cúc. Bên em người thợ bên em làm phô ra phần lá, phần hoa, những phần nhụy đây. Và bên em khóm hoa cúc bên em làm cánh cong anh chị nhá. Đấy, làm cánh cong thì người thợ bên em làm tốn vô cùng là nhiều công và yêu cầu một người thợ có cổ tay thật là mềm dẻo. Và bên em có làm thêm cả hình ảnh cây tre chăm đốt đây. Hình ảnh cây tre thì luôn luôn gắn liền với Việt Nam ta rồi. Đấy, hình ảnh chịu thương chịu khó trong cuộc sống, dù có khó khăn đến đâu vẫn phải vươn lên trong cuộc sống anh chị nhá. Đấy. Và đây em sẽ quay một vòng anh chị ngắm nhìn giúp em này. Tác phẩm này bên em làm tứ diện chị nhá, trước sau như một đấy ạ. Đỉnh cao luôn, phía đằng sau là phiến đá xẻ đây, cũng được người thợ bên em châm tỉa rất là kỹ càng và tỉ mỉ. Đấy. Và anh chị em mình sở hữu tác phẩm gia đình gà có tên gọi khác là toàn gia phúc thì bên em có tặng kèm thêm một chiếc kỷ đây. Đấy, để cho mình trưng kê trong khuôn gian nhà mình rất là dễ chị nhá. Anh em chị em nhà mình về chỉ cần việc trưng kê thôi, không cần phải làm gì thêm đâu ạ. Và chị mình quan tâm tác phẩm toàn gia phúc bên em với chiều cao đến 1m16, ngang 84 và sâu là 41, được làm chất liệu gỗ hương ta Gia Lai, thì hãy liên hệ với hotline bên em với đầu số là 0789336318 hoặc là 0981336318. Kết bạn Zalo, em gửi hình ảnh chi tiết và rõ nét hơn cho toàn thể chúng cân đối ạ. Và cảm ơn quý vị bác nhà mình đã lắng nghe và theo dõi.